thành viên nhóm nhạc BTS lại giúp một thương hiệu trang sức cháy hàng. Ngày 19 tháng 7, nam thần tượng V Kim Tae Hyung của nhóm BTS được công bố trở thành đại sứ thương hiệu mới nhất của các TE hãng trang sức. Đồng hồ xa xỉ của Pháp, nam ca sĩ cũng là gương mặt quảng bá cho chiến dịch Panthère de Cartier sở hữu tinh thần sáng tạo và ánh mắt cuốn hút. Những liên kết tính cách này khiến V, người được xem là một trong những nghệ sĩ tài năng của thế hệ, trở thành đại sứ Cartier lý tưởng để mang trên mình những tuyệt tác trang sức có hình một chú báo. Ngay sau khi thông tin được công bố, hashtag Tae Hyung và Cartier nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí thứ nhất trên top thịnh hành toàn cầu. Dữ liệu mới nhất được thống kê qua Google xu hướng nhằm theo dõi các xu hướng trên toàn thế giới từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023 cho thấy. V là nghệ sĩ châu Á được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng này tính trong nửa đầu năm 2023. Đây không phải lần đầu tiên V đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trên Google. Vào năm 2022, V cũng là thần tượng K-pop được tìm kiếm nhiều nhất cả năm trên công cụ tìm kiếm này. Bên cạnh những thành tựu về âm nhạc, V đang chứng minh sức hút không giới hạn ở địa hạt thời trang, một bước tiến mới của V sau khi nam thần tượng đẩy mạnh hoạt động solo từ năm 2022. Trước đó, V đã có thời gian dài tiếp xúc với Cartier. Không ít lần nam thần tượng đeo trang sức, đồng hồ của hãng trong các bộ ảnh họa báo, bìa tạp chí hay sự kiện. Gần đây, khi tiến thành viên cùng nhóm là J-Hope đi nghĩa vụ quân sự, anh ấy đã đeo một chiếc đồng hồ Cartier tăng vermeil. Nam idol cũng từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue Korea số tháng 10 năm 2022 cùng những trang sức của nhà Cartier. Sau khi tin tức về việc V trở thành đại sứ thương hiệu của Cartier được lan truyền, trang web của thương hiệu đã gặp sự cố tạm thời do lượng truy cập tăng đột biến. Hồi tháng 3, sau khi V được công bố là đại sứ toàn cầu của hãng thời trang cao cấp Celine, trang web của thương hiệu cũng đã tê liệt do lưu lượng truy cập tăng. Điều đáng nói, trang phục Celine xuất hiện cùng Tae Hyung như kính dâm. Áo hoodie, ba lô, khoác bomber, sneaker được xác nhận đã sold out chỉ sau vài giờ xuất hiện. Brand Finance, công ty tư vấn chiến lược và định giá thương hiệu hàng đầu ở Anh, đánh giá Celine đã tăng trưởng 51% sau khi bổ nhiệm V làm đại sứ mới của họ. Theo nhiều nguồn tin, người hâm mộ đã đổ xô đến các cửa hàng bán lẻ trực tuyến của Cartier để mua trang sức. Chiếc vòng cổ từ bộ sưu tập Panthère de Cartier được V đeo có giá 26.700 đô la Mỹ, khoảng 630 triệu đồng, đã bán hết ngay lập tức trên các cửa hàng bán lẻ trực tuyến toàn cầu của Cartier ở nhiều quốc gia, bao gồm Pháp và Anh. Những người hâm mộ nhiệt tình không muốn phải chờ đợi thời gian vận chuyển thậm chí đã đến thẳng các cửa hàng của Cartier để mua trang sức, chứng minh sức ảnh hưởng cực kỳ lớn của ngôi sao trẻ trung này đối với tệp khách hàng vô cùng sành điệu và chịu chi. Là một trong những nhóm nhạc thành công nhất K-pop, mỗi một thành viên của BTS đều có sức hút riêng và lượng fan hùng hậu của mình.